Dạ, em Bình xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Chồng của em Huyền đi lên Quảng Đông làm rồi mọi người ơi. Bây giờ chỉ còn mẹ con của em Huyền với mẹ chồng ở lại thôi. Em Huyền với mẹ chồng ở lại đang đợi xã tan rồi mới lên Quảng Đông. Mẹ chồng em đi vô đầu tiên là ghé liền cái sạp gạo giạt đó mọi người. Mẹ chồng em hay mua mấy cái gạo giạt này lắm. Mấy cái gạo giạt thì nó rất là rẻ, rẻ hơn phân nửa của mấy cái gạo mà mới nữa. Không riêng gì mẹ chồng em mà mấy người Trung Quốc ở bên này á, đa số là rất là tiết kiệm như vậy. Mấy người lớn tuổi nè, rồi mấy người ở nông thôn Trung Quốc á, người ta rất là tiết kiệm luôn. Thường là người ta sẽ lại cái gạo giạt để ở dưới đó chỉ có 1 đồng thôi, hay là có mấy mẫu thôi mọi người, chưa tới 1 đồng nữa. Mấy cái gạo tươi sống ở trên á thì nó sẽ mắc hơn tới 4-5 đồng lần đó mọi người. Mẹ chồng em á còn dạy em là phải mua mấy cái đồ dẹt đó ăn đi, chứ đừng có mua ở trên, nó mắc lắm. Rồi tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà. Nhưng mà chắc em không có mua nổi đâu mọi người ơi. Còn em thì không có công việc, chồng em thì công việc không có ổn định. Đó thì tính sau, còn bây giờ thì tìm cách để em đi làm được. Ở bên Việt Nam thì em cũng rất là tiết kiệm, nhưng mà không có tiết kiệm như mẹ chồng của em đâu. Khi mà qua đây á, mẹ chồng em tiết kiệm như vậy, em thật sự đời rất là ngưỡng mộ. Rất là ngưỡng mộ mấy người Trung Quốc luôn á mọi người. Sao mà người ta lại có thể tiết kiệm đến như vậy luôn á. Chỉ 3 khoai thế gì ạ? Mang theo hồng bao mãi gì uống khoai à? Chả qua mình đi ngay. Vâng xe tay nhưng mà cho đi thử rồi mà. Chưa, uống khoai thế gì? Mãi gì vậy? Mãi rạc. Ờ, mãi. Chưa chưa? Chưa chưa gì? Bên đây người ta bán cá chấm cỏ nè, rồi cá he nè, rồi cá mèo hoa mọi người là nhiều, rồi cá rô phi nè. Nó có dĩ dầu chư mà. Đó, chư tua mà. Em Huyền có kêu mẹ chồng là mua cá ăn, nhưng mà mẹ chồng em cứ lưỡng lự hoài á, không có chịu mua luôn. Rồi đứng một hồi á, rồi mẹ chồng em mới nhìn vô cái bể tôm đó mọi người. Cái bể tôm mà tôm chết đó mọi người, thì tôm chết này á, thì nó sẽ rẻ hơn. Tôm sống này á, tới 40 tệ nửa ký, tương đương là 130 tiền Việt Nam. Còn tôm chết như thế này á thì sẽ rẻ hơn, chỉ có 20 tệ thôi là nửa giá, chỉ tương đương là 60 mấy ngàn tiền Việt Nam mình nửa ký. Sau một hồi suy nghĩ thì mẹ chồng em quyết định là mua nha mọi người, mua tôm chết này nè. Tại vì em nói con em á rất là thích ăn tôm luôn, cho nên là mẹ chồng em quyết định mua. Như vậy chứ mẹ chồng em cũng tốt lắm mọi người, rất là thương con thương cháu luôn. Kêu mẹ chồng em mua tôm hùm đất cho em ăn mà mẹ chồng em không chịu mua. Mẹ chồng em nói á, tôm hùm đất này rất là dơ luôn, ăn không có ngon, với lại nó có nhiều ký sinh trùng á mọi người, cho nên là mẹ chồng em không có cho ăn. Mà thật ra là sợ tốn tiền đó mọi người. Một hồi vòng lại cũng ghé lại cái sạp gạo giạt này đó mọi người. Nói đi một hồi thì cũng quay lại chỗ này hả, không có thoát khỏi ngay cái chỗ này. Em thì rất là chiều mẹ chồng em luôn, mẹ chồng em muốn cái gì thì em cũng đi theo vậy đó, chứ em không có cãi mọi người ơi. Thì cái này thì cũng tốt thôi chứ không có xấu gì hết. Gạo này thì tuy là dạt thiệt nhưng mà nó cũng còn ăn được, chứ không tới nỗi là hư hỏng gì hết á. Thì mình cứ lựa mấy cái mà còn tươi á thì mình mua, còn cái nào héo thì mình đừng có lấy. Chồng em á cứ quan niệm là tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó.
Nói chung là cái tiết kiệm như thế này thì cũng không có xấu gì hết. Tính ra thì cũng tốt, cũng có lợi cho mình. Em thì sao cũng được hết, em không có đòi hỏi. Tiết kiệm thì cũng đâu có xấu gì đâu. Miễn sao là mình được mạnh khỏe, vui vẻ và sống thật là hạnh phúc là được rồi. Còn mà tiết kiệm cũng vừa mức thôi, cũng đừng có tiết kiệm quá thì cuộc sống nó bớt ngột ngạt hơn. Rau này là rau của ngày hôm qua người ta dạt xuống đó mọi người, thì nó cũng còn tươi chứ chưa có tới nỗi là thối đâu. Mẹ chồng em tiết kiệm như thế này thì cũng hay chứ không có xấu gì. Còn thịt á, mẹ chồng em dặn là mua buổi chiều á thì sẽ rẻ hơn buổi sáng. Nhưng mà em thấy á, tốt nhất là mua thịt tươi á mọi người ơi, đừng có mua thịt buổi chiều. Tại vì để nguyên một ngày ở ngoài như vậy á thì nó không có còn tươi nữa. Ăn thì không có tốt cho sức khỏe đâu. Cái nào tiết kiệm được thì tiết kiệm, còn cái nào không tiết kiệm được thì đừng nên tiết kiệm. Khỏe của mình là quan trọng nhất. Tuy là ở nông thôn nhưng mà ở cái khu vực sống của em tới 2-3 cái siêu thị lần đó mọi người. Siêu thị thì cũng lớn, cũng bán đầy đủ đồ hết, cũng không có thiếu gì hết. Lúc trước á, nhà của mẹ chồng em thì ở trên núi á mọi người. Sau này á, mới mua nhà ở gần ngay chỗ của chợ đó mọi người. Chứ thực ra là nhà ở trên núi á, rất là bất tiện luôn. Muốn đi chợ hay là gì thì đi tới ra ngoài này nè, rất là xa luôn. Cho nên là mẹ chồng em rất là tiết kiệm để mua nhà ở đây. Cho mọi người xem cận cảnh thịt heo của bên Trung Quốc nè. Trời ơi, lớp mỡ nó còn dày hơn lớp mặt của em nữa mọi người. Rất là dày luôn. Nhìn thôi là nó ngán tận cổ luôn rồi đó mọi người. Thịt heo bên đây thì nó dày đó mọi người. Mỡ rất là nhiều luôn. Này này, này này, em mãi sâu rong à, sâu rong nhau nhau, mãi sâu cái rong, có gì à? Hai người bả, bông súng nè mọi người, ở bên Hồ Bắc cũng có bông súng nữa. Em cứ tưởng đâu là ở bên Trung Quốc người ta không có ăn bông súng chứ. Nói sen nữa nè, súng mà nấu lỗ mắm á mọi người nè, canh chua nè hay là bắp gỏi đều ngon hết sảy luôn nha. Nói sen thì nấu canh chua. Cái chị nhân viên ở ngoài thấy em nói tiếng Việt á mọi người, bắt đầu sầm xì to nhỏ mọi người. Mà thôi kệ đi, cũng không quan tâm. Măng hồi Tết chặt nè mọi người, hơi khô. Chồng em á mọi người rất là thích ăn cái măng này luôn á. Măng này xào chứ thịt heo nè, nấu với thịt vịt hay là hầm á mọi người đều rất là ngon luôn. Mà ăn nhiều quá thì cũng không có tốt. Tại vì người ta nói á, ăn măng nhiều á thì hay bị nhức mình lắm mọi người. Cho nên là ăn cũng vừa phải thôi. Xoay thôi. Trên xe về xào thai. Trên xào thai à? Cái mẹt đã ha mọi người. Dây thông minh nha. Em ngồi chầm hổm còn dây thì lấy cái ghế ngồi. Cái phát ra sai của mình chi sai o e chân bằng hào nà na chi nã chi sai quý gia tung chi không bên sai à cho chi lẩu sang sai à trời có lẹo mà. Mama, 你先走。
Mẹ chồng em đem măng đem lên lầu phơi á, để mai mốt dịch Quảng Đông đặng đem theo á. Thì bây giờ để ở nhà cũng không có ai ăn hết mọi người, cho nên là cái đồ nào mà ăn được thì mẹ chồng em sẽ đem lên Quảng Đông hết luôn. Lấy cái ghế đặng đỡ cái mẹt đó mọi người, đỡ cái mẹt kê lên đặng phơi. Thôi là gió nó thổi một cái là ha bay hết luôn á. Nhà của mẹ chồng em á, ở đằng trước thì cũng là đường, ở đằng sau thì cũng là đường. Muốn đi đường nào vô cũng được hết mọi người, rất là tiện lợi luôn. Sau này á, mà con em đi học á, em sẽ ở đây đó mọi người. Chồng em sẽ ở lại Quảng Đông làm, em sẽ một mình ở quê. Còn mẹ chồng em thì không có chịu ở chung với em á. Mẹ chồng em thì ở chung với anh hai, dâu Trung Quốc đó mọi người. Người Việt Nam mình á, đi qua đây á, thật sự mà nói thì rất là thiệt thòi luôn, thiệt thòi rất là nhiều mặt luôn, đủ thứ hết. Không có quyền lợi gì hết trơn á mọi người. Cái việc mình đi làm thôi mà nhà nước cũng cấm nữa, thì không có cho đi làm. Còn là đi làm chui thôi chứ không có được quyền đi làm chính thức như người ta. Ở sau này mẹ chồng em kêu mấy người trong xóm ta lại chồng rồi. Dọn để hơi đi á. Không có ai ở nhà, cỏ mọc nhiều lắm. Còn bà ngoại thì bà ngoại chồng, bây giờ bà ngoại không còn nữa thì cho người ta lại chồng. Mẹ chồng em đang lấy cái vali của em, nó bị hư cái dây kéo á mọi người, đem đi sửa đó. Em thì đòi đem đi giục nhưng mà mẹ chồng em tiết kiệm á, không có cho giục, kêu phải đem đi sửa lại xài chứ không có được giục. Đi ra chợ, đem ra chợ sửa nè mọi người. Chồng em cái nào mà còn mới còn xài được á, mẹ chồng em không có cho bỏ đâu, hư thì phải sửa lại xài chứ không có được bỏ. Ở trong này người ta đánh mặt trượt đó mọi người, dưới quê mấy cái người ở đây á, người ta đánh mặt trượt rất là nhiều luôn. Chồng em thì không có thích chơi và cũng không có biết đánh nữa. Giờ em đi ra ngoài là chạy nhảy dễ lắm luôn á cô chú ơi. Đồ ăn này là từ hồi đám tang của bà ngoại tới giờ luôn á mọi người. Thịt chỉ có món này là bữa nay em mới mua thôi, không còn nhiều đâu, từ đám tang tới bây giờ luôn á. Đồ ăn ở bên Trung Quốc này á, cho dù là rau nè, thịt hay cá gì đó là phải ăn hết chứ không có được bỏ đâu mọi người. Ăn hôm nay ăn không hết thì ngày mai ăn tới chừng nào hết thì thôi á. Bên đây thì họ rất là tiết kiệm luôn, họ tiết kiệm để xây nhà lậu với mua xe đó mọi người. Thì video của em đến đây thôi mọi người ơi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã theo dõi. Mọi người yêu thương nhớ đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của em để mẹ con em có nhiều động lực làm thêm những video hay gửi đến cho mọi người cùng xem. Và bây giờ bye bye mọi người.